Chấp kính không à? Chấp kính. Còn được cả. Chung kết này thằng thằng vàng nhất rồi, coi nó quay vòng nè, coi quay vòng luôn nè, đó thấy chưa, nhất rồi, ráng bém bém thì cũng có thể đứng đứng đầu vị đồng rồi, Ninh Hòa được đồng rồi, cái đó là loại chung kết, chung kết chung kết, ố không phải lòi 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 rồi chưa chung kết. Wow, đứng từ ồ khá lộn.